Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Big Guy, Is Santa, let's go. Ok, sắp dịp Giáng sinh rồi. Các bạn trẻ có thể download những tựa game Giáng sinh cũng rất là hay và ý nghĩa. What was that, sir? Ok. Fly. Big Guy xuất hiện rồi. Wow, mắt bà ta đỏ lo. Đúng là Santa Blue Cake. Let's go. Các bạn sẽ lắp cái này vào luôn. Rồi, và ở đây thì sẽ có một chiếc chìa khóa Orange. Let's go. Ok, mình sẽ rửa cho bà ta xuống đây. Sau đó thì mình lại ngược lên. Thank you.
Ok, mình đã bẻ khóa thành công tựa cân này và thoát khỏi ngôi nhà này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa cân tiếp theo. Xung quanh phòng hàng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Ice Cream Man. Let's go. Ok. Rồi, mình sẽ tua luôn. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi giải cứu cô gái này. Cô gái này đã bị ông Ice Cream, ông ta bắt cóc và ông ta rốt vào trong một cái lồng. Ở đây thì các bạn không tiêu diệt ông ta, các bạn chỉ có thể giải cứu được ông ta thôi. Vì ông này rất là khỏe. Và tìm cách giải cứu ta. Oh my god, thì chỉ có ông ta đây. Ok. Mình sẽ lấy một chiếc xe màu vàng này. Ở trong này sẽ có một món đồ. Lens quest. Sau đó thì lên xe và mình sẽ đến một nơi tiếp theo. Secret. Thank you.
Rơi đi. Không rơi đúng không ạ? Vẫn là trên người của ông ta. Rồi rồi. Rồi là mình sẽ giữ ông ta đi rồi mà. Sau đó thì sẽ quay lại để lấy tấm vé nào. Đây là một chiếc thẻ để các bạn vào ngôi nhà xung quanh. Ok. Ông này rất là bám rất là dai luôn. Ok. Oh my god. Xin bị bắt. Oh, ném thẳng vào mặt ông ta thì ông ta mới bị ngơ. Nếu không thì ok, nào, ra đây nào. Sau đó thì sẽ vào đây để trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go. Oh my god, bị lỗi này. Mình rơi luôn xuống vực thẳm luôn. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ tư. Scary Teacher vào đây. Ok, let's go. Make so much noise. Yes, dear. Look on their faces when they see me walking on một bát thịt. Ok. Được, mình phải kiếm một thứ nữa. Rồi, let's go.
Mama, Mama. Xem cái anh chàng Mama ở đâu rồi. Không có đây. Wow. Rất là mù luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Escape Matter. Let's go. Way to go! Let me out of here! Go, go, go! Và các bạn có thể xem thêm. Go, go, go. Xem lại đi. Yeah, okay. Boys, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pika, I see the hill. New way. So how has been a church by a city hill and capstone castle. Ở đây các bạn sẽ phải tiêu diệt con city hill này. Tan cái máy vòm ngôi nhà này rồi. Và các bạn sẽ là một cô làm bích ai xử lý con xin thi này. Đầu tiên thì các bạn phải đi giải cứu anh chàng này, tức là nhờ anh chàng này giải xử lý xin thi. Đầu tiên thì sẽ đi cứu anh ta. Oh my god. Castle Gas had a river.
nhiên vướng mất mấy chỗ, đâm ra lại chậm. Ok. Sau đó thì mình sẽ lại lên trên tầng 3. Ở đó thì sẽ có một cánh cửa bị khóa bằng chiếc chìa khóa màu đỏ này. Trong này là một chiếc chìa khóa blue key. Để xuống, luôn xuống, ok. Tiếp tục lên trên tầng 3. Oh my gosh, mắc với tài chứ. Ok. Xử lý xin đến kia. Boom. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ok. Đây rồi. Oh my god. Rơi luôn xuống với tài. Các bạn cẩn thận, nếu mà rơi xuống biển các bạn sẽ chết đi và các bạn lại phải làm lại nhiệm vụ. Ok, sao? Rồi, mình sẽ đi nào. Còn ở đâu nữa nhờ? Đi sang bên này rồi.
Ok. Level 2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ho ho. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Chào bạn. Wow, ở đây không nhìn thấy quyển sách nào luôn. Now it's time for everybody's favorite subject. Quyển sách này tạo hình. I can't believe it. You're doing fantastic. You got it. You did great. Come here and get your prize. My prize. See, little. Just click on it with the left mouse button. Ok, trong này chắc chắn có quyển sách nữa. Các bạn phải đi tìm tất cả là 7 quyển sách. Gotta sweep, sweep, sweep. Looks like it's sweeping time. Và mình không biết ông ta đang ở đâu. No running in the halls. Oh my god, bị bắt rồi. 15 wow. Seconds. Ở đây thì các bạn sẽ đợi trong vòng 15 giây. Và khi đợi 15 giây, các bạn lại đi tìm tiếp. Ở đây thì các bạn sẽ chỉ cần tìm 7 cuốn sách thôi là các bạn sẽ hoàn thành cái game. Ủa, hoàn thành tựa game này. So ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.